đoàn chúng tôi bắt đầu từ quê ngoại Bắc Hồ, hành trình về quê nội Bắc Hồ nhé. Phái đoàn chúng tôi là công ty may Vũ Giang, thành phố Hưng Yên, về quê nội Bắc Hồ. Nhiều quá. Mai mai được bốn mới đẻ được bốn cháu đúng không? Bác Tài rất bình tĩnh nhá. Bác Tài ở công ty xe Trang Hưng, một trong những công ty xe nổi tiếng ở thành phố Hưng Yên. Trên thằng xe thì thuộc dạng VIP, có karaoke bóng nước, xe phương tiện mới nhất. Messi. Khi các bạn đến quê nội Bắc Hồ nhé, là các bạn vào phòng đăng ký hướng dẫn tham quan nhé. Đây là phòng hướng dẫn tham quan. Đi ra đây em ơi, đi vào cửa này.
Mình là người đi du lịch mình phải đi chuẩn đường nó chuẩn. Đi cửa giữa. Rồi. Mình đi đúng thì nó trở thành con người rất là văn minh lịch sự. Đi trước ông kính cứ thể hello. 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 Nói chung có nghe là vui rồi, không sao đâu. Xin ra rồi. Phải đi ra tay trái đi theo hàng nhá. Đây là khu di tích nhà ông Phó Bảng Nguyễn Xuân Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày xưa là đi bộ sang ấy nhỉ. Có bưởi cam thơm mát bông dừa. Nhà ông Dương Thành Lĩnh. Bạn đang đi đường. Có mà. Em mong là có. Đi thẳng hay gì nhỉ? Đi thẳng theo đoàn đi. Đi thẳng theo đoàn đi. Cứ đi theo đoàn đi. Lắng giềng. Rất đẹp nhé. Rất là tuyệt vời.
đây là giếng nhá, di tích giếng cốc. Đấy, giếng cốc là ở trên cái lưới bảo vệ nhá, lá. Khuôn viên rộng lắm, rất nhẹ. Năm 1946 thì nghe tin Chủ tịch Hồ Chí Minh là Nguyễn Tất Thành, em của nhà mình. Vui mừng khôn chết, cô Thanh nói: chuyện này tôi đi Hà Nội tìm cho được cụ Hồ để xem có phải cậu Thành em nhà tôi không. Không đợi cấp trên thu xếp, một mình cô Thanh lặng lẽ xuống ga Vinh mua vé tàu ra Hà Nội thăm em. Hai chị em đã gặp lại nhau được 40 năm rồi. Ôm lấy em mà mừng mừng tủi tủi, rồi cùng ăn với em một bữa cơm tại nhà giáo sư Đặng Thái Mai. Bữa cơm đầu tiên sau 40 năm, không ai ngờ là bữa cơm cuối cùng. Một tuần sau đó, cậu Nguyễn Trinh Khiêm cũng ra Hà Nội, và chỉ có một giờ đồng hồ để nói chuyện. Chia tay ra về thì cậu Khiêm bùi ngùi hỏi: bao giờ thì em về thăm nhà, bà con ai cũng mong em. Bác trả lời nhất định em về, nhưng mà chắc chắn còn lâu bởi việc được bận nhiều. Chia tay em thì cậu Khiêm về sống tại quê nhà và qua đời năm 1950. Năm đó chiến dịch biên giới diễn ra ác liệt, từ núi rừng Việt Bắc xa xôi nhận được tin anh mất. Đau lòng bác không về chịu tang anh được, bác cô chỉ kịp gửi về một bức điện để chia buồn. Nội dung bức điện bác viết: ngày tin anh cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường xá xa cách. Lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom. Lúc anh tà thế tôi không thể lo liệu. Than ôi, tôi xin chịu tội bắt để được linh hồn anh. Xin bà con nguyên lượng cho một người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nữa. Nỗi đau anh mất chưa nguôi, 4 năm 6 bác nhận được tin chị gái qua đời. Cô Thanh, chị gái của bác, mất năm 1954. Lúc đó chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Dẫu biết chị là người cuối cùng trong gia đình của mình ra đi, nén đau thương, nặng việc nước bác gạt lại tình riêng. Cho đến năm 1957, sau 50 năm xa quê, bác trở về gia đình không còn ai. Thắp hương cho bố mẹ anh chị để bác lần lượt thăm từng kỷ vật trong ngôi nhà. Khi đến bên bộ phận gian nhà cuối cùng, bác hỏi: bộ phận ngắn đi rồi có phải không các cô, các chú? 5 năm gắn bó tại đây, 16 tuổi thì bác theo cha vào Huế. Bộ phận gian nhà cuối, bố bác đem cho một người bà con trong dòng họ sử dụng. Một đống đốt lửa sưởi ấm, gia đình đó vô tình làm cháy một tấm phản ngoài, nên cơ đơn 3 tấm còn lại. Bộ phận của bác dù bị cướp ngắn có 10 phân thôi. 50 năm xa quê, rồi bác vẫn còn nguyện. Phục dựng chi tiết thì cậu nhà bác được vợ lợi sau này. Năm 7, bác bảo khi bác nói, ngày trước thì cậu nhà bác đằng kia, bước đến có hắn trên mặt nào, bên kia là hắn chân bùa đá. Thực phẩm khi bác nhớ bóng cái tuổi đang quả trên cầu ngọn, trường sân có thu người, đường hồi nhà ngang có cây mai, có vườn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mười năm xa quê mà bác chỉ về thăm quê được có 2 lần. Lần đầu năm 1957, lần cuối là năm 1961. Xúc động ngày về bác tâm sự quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiều tình. Thì đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn Tuyết Minh tại quê nội. Cảm ơn anh chị lắng nghe. Chị tay đoàn tại đây chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bảo chuyện đi may mắn. Bây giờ mời đoàn tham quan chụp ảnh, sau đó thì mời anh chị di chuyển qua nhà tưởng niệm để chúng ta dâng hoa, dâng hương cho bà Khô. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.